Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cần đoạn tuyệt mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa VOA Tiếng Việt ngày 1 tháng 10 có bài Việt Nam sẵn sàng từ bỏ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa VOA đề cập đến việc Việt Nam nhiều lần yêu cầu Mỹ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường Theo đó VOA cho hay Việt Nam đến nay chỉ mới được 71 quốc gia công nhận có nền kinh tế thị trường Đối với Hoa Kỳ Việt Nam là một trong 13 nước có nền kinh tế phi thị trường, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. VOA phân tích, trong gần 4 thập niên sau đổi mới, Việt Nam tiếp tục cải thiện tự do kinh tế, thành công thăng hạng theo xếp hạng mới nhất dựa trên chỉ số tự do kinh tế của Heritage Foundation vào năm 2023. Nay nền kinh tế của Việt Nam đứng thứ 72 trong số 176 quốc gia với điểm tự do kinh tế là 61.8 hình ảnh bài trên VOA. VOA cho rằng điều quan trọng nhất là sự thay đổi thứ hạng theo thời gian. Vào năm 1995, khi lần đầu tiên được xếp hạng, Việt Nam chỉ đạt được 41.7 điểm ít ỏi. Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến thêm được 20 điểm. Trong khi đó, chỉ số tự do kinh tế của Trung Quốc thụt lùi từ 52 điểm vào năm 1995 xuống còn 48.3 điểm vào năm 2023. Trung Quốc hiện đứng thứ 154 trên 176, kém Việt Nam tới 82 bậc. VOA nhận xét nên kinh tế Việt Nam ngày càng theo định hướng thị trường để hội nhập dần vào hệ thống thương mại toàn cầu. Các cải tổ bao gồm tư nhân hóa một phần của doanh nghiệp nhà nước, tự do hóa cơ chế thương mại và tăng cường công nhận quyền sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, những hạn chế về mặt thể chế vẫn tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế bền vững lâu dài theo Heritage Foundation nhìn chung nền pháp quyền ở Việt Nam còn yếu, khung pháp lý tỏ ra không hiệu quả, các điểm về hiệu quả tư pháp, quyền tư hữu và liêm chính của chính phủ thấp hơn trung bình thế giới. Đồng tiền Việt Nam không có khả năng chuyển đổi hoàn toàn và bị hạn chế đáng kể trong việc sử dụng, chuyển nhượng và hối suất. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được khuyến khích nhưng chính phủ vẫn tìm cách chỉ đạo và kiểm soát qua các quy định ủy ban định giá của chính phủ vẫn tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tùy ý đối với giá cả của một số lĩnh vực nhất định thị trường lao động cứng nhắc và bị kiểm soát sự ổn định tiền tệ được duy trì tương đối tốt nhưng áp lực lạm phát vẫn tiếp tục việc tư hữu hóa những công ty quốc doanh chậm chạp và thiếu quy mô hình ảnh bản đồ chỉ số tự do kinh tế thế giới đặc biệt voa cho rằng việt nam chưa cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập công nhân không được tự do đình công quyền lợi của công nhân không được bảo đảm. Theo VOA Hoa Kỳ, đầu năm 2023 đã kêu gọi Việt Nam tăng cường quyền của công nhân bằng cách cho lập nghiệp đoàn độc lập, đồng thời cảnh báo Việt Nam về việc sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc được sản xuất bởi lao động ép buộc. Việt Nam là nước xuất cảng quần áo qua Mỹ và dùng nguyên liệu của Trung Quốc. VOA cho rằng Việt Nam sẽ tránh được những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Hoa Kỳ và Việt Nam vừa nâng cấp bàn giao lên mức chiến lược toàn diện. Đây là lúc thuận tiện để mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua trao đổi thương mại. Cả hai bên cần phải điều chỉnh để giúp Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường đầy đủ, tránh được những hàng rào ngăn cản tự do thương mại. Chỉ số tự do kinh tế tối thiểu mà Việt Nam cần có là 65 điểm, Việt Nam có khoảng từ 6 tháng đến 18 tháng để tiến thêm 3 điểm nữa hầu đạt được mục tiêu này. Việt Nam cần phải dứt khoát đoạn tuyệt với mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo d với bản tin Việt Nam cần đoạn tuyệt mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuất khẩu lao động gia tăng từ đầu năm đến nay. Ngày 5 tháng 10, VOA tiếng Việt Loan tin, mới 9 tháng Việt Nam xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu cả năm. Theo đó, Việt Nam đã gửi hơn 111.500 lao động đi nước ngoài trong 9 tháng đầu năm, vượt mục tiêu cho cả năm 2023. Trang mạng dân trí dẫn số liệu từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, VOA cho hay, con số này tương đương 101,37% mục tiêu kế hoạch mà Việt Nam đặt ra cho năm 2023 là 110.000 lao động. Cục quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho biết đây là số lao động được các công ty môi giới đưa đi theo con đường chính thức, có hợp đồng lao động đàng hoàng, tức là chưa tính đến số lao động từ những người đi du học rồi ở lại nước ngoài làm việc hoặc những người đi du lịch rồi trốn lại làm chui Hình ảnh bản tin trên VOA. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng lên 8%. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 103.000 lao động đi nước ngoài. Cũng theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước được Dân trí dẫn lại. Theo VOA, các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đông nhất theo thứ tự là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hungary, Singapore và Malaysia. Trong 9 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã tiếp nhận gần 55.700 lao động Việt Nam, trong đó có gần 24.000 lao động nữ còn Đài Loan và Hàn Quốc lần lượt tiếp nhận trên 46.000 và 2.450 người. VOA dẫn trang báo mạng VN Economy cho biết, Việt Nam có hơn 200.000 thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản, chiếm gần một nửa tổng số thực tập sinh nước ngoài ở nước này, đứng đầu trong 15 nước cử thực tập sinh sang Nhật cả về số lượng hàng năm và số lượng tuyệt đối. Xuất khẩu lao động lâu nay vẫn được xem là con đường đổi đời của nhiều người dân Việt Nam nhất là dân nghèo ở các vùng nông thôn họ thường phải vay mượn số tiền lớn để trả cho các công ty môi giới để được đi xuất khẩu lao động nhưng chỉ sau một thời gian làm việc họ có thể trả nợ và còn tích lũy để gửi về cho gia đình ở việt nam voa cho biết thêm lao động việt thích đi nhật vì điều kiện làm việc tốt đồng lương hấp dẫn và nước này thì luôn trong tình trạng thiếu hụt lao động cấp thấp nhật bản đài loan và hàn quốc là ba thị trường xuất khẩu lao động truyền thống của việt nam hình ảnh chính quyền coi xuất khẩu lao động là cơ hội cho người trẻ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang vươn lên thành một nước có sức thu hút đối với lao động Việt Nam. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, trong 9 tháng đầu năm đã có trên 1.361 lao động Việt Nam sang làm việc ở Trung Quốc. Cơ quan này cho biết họ sẽ tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu lao động mới, ưu tiên cho các thị trường có thu nhập tốt, việc làm ổn định, nhất là các nước châu Âu, theo trang mạng VN Economy. Trước đó, ngày 4 tháng 8 trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết sau dịch Covid-19, các nước đều tăng nhu cầu tuyển dụng. Theo ông Liêm, thị trường không mở rộng về địa lý mà mở rộng về nhu cầu ngành nghề như Hàn Quốc tăng tuyển ngành đóng tàu, Nhật Bản thì tập trung vào ngành chế tạo và công nghiệp. Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang suy thoái trầm trọng. Số công ty sản xuất kinh doanh làm ăn thua lỗ phải đóng cửa ngày càng nhiều, khiến người thất nghiệp liên tục gia tăng. Vì vậy, một lượng lớn người lao động đã lựa chọn xuất khẩu lao động như là một cứu cánh. Rất nhiều trí thức và các nhà nghiên cứu coi việc đưa thanh niên đi xuất khẩu lao động là nhục quốc thể, là hình thức buôn dân, làm may một đội ngũ lao động trẻ và gây ra tai tiếng cho đất nước. Tuy nhiên, chính quyền lại coi việc này là một thành tích đáng tự hào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin xuất khẩu lao động gia tăng từ đầu năm đến nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d